Cách tốt nhất thay hết cô đơn.
dày như thuốc tích 501 đêm. Mơ mộng cần kể cần dài dày như thuốc tích 501 đêm. Thực ra mà nó vẫn còn tiếc nuối với một cuộc tình đắm đuối lúc ngây thơ, chứ ngày ngọt ngào ấy vẫn còn dang dở. Anh đang thở và suy nghĩ cuộc đời chưa một lần hối hận mà nó sẽ phải hận gì em có, hối hận gì em có. Đơn giản là người thứ ba để rồi anh bước ra đi và chỉ biết nó với anh một lời thứ tha. Và anh cũng tự nghĩ mình không được may mắn như người ta. Hãy subscribe.
Thank you.
suy không thể không buồn. Những chuyện vui bên em có khi anh sẽ tan biến, vì anh biết khoảng cách sẽ dần diễn ta theo thời gian. Sợ mất em, đôi mắt kẻ buồn sâu, biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy. Một kẻ bên em tôi mỗi giây nhưng lại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò, làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có em cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên thành phố nên phải cố sao cho bụng.
Người nói đi con.
em chỉ muốn